Thưa Phương xin kính chào quý vị đến với bản tin Kinh tế Thế giới và bản biên tập tuổi trẻ hải ngoại biên soạn. Kính thưa quý vị, các nhà lãnh đạo châu Âu đã đi đến thỏa thuận rằng các biện pháp tăng trưởng nên được thực hiện song song với các biện pháp cắt giảm thâm hụt ngân sách khi họ rời khỏi một hội nghị thượng đỉnh không chính thức của Liên minh châu Âu vào rạng sáng ngày thứ Năm. Hội nghị thượng đỉnh bất thường này đã được triệu tập để tìm cách thúc đẩy tăng trưởng và tạo công việc làm trong khu vực đồng euro đã diễn ra vào một thời điểm khó khăn khi những lo ngại về nền kinh tế Hy Lạp và ngành ngân hàng Tây Ban Nha đã liên tục làm tiêu đề hàng đầu trên các phương tiện truyền thông. Sau cuộc hội nghị, Thủ tướng Anh Quốc ông David Cameron đã nhấn mạnh về các thỏa thuận mà các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu đã đạt được. Ông cho biết mọi người đã đồng ý rằng đối phó với thâm hụt ngân sách và thúc đẩy tăng trưởng là hai chính sách đi đôi với nhau và có sự tương quan sâu rộng. Ông Cameron cũng đã nói rằng trong hội nghị đã có một ít ý kiến xấu đã được đề nghị, bao gồm một đề nghị thiết lập thuế giao dịch tài chánh. Vào một thời điểm khi đang có đám mây đen bao phủ lĩnh vực ngân hàng Tây Ban Nha, Thủ tướng Mariano Rajoy đã khẳng định cam kết của mình để cắt giảm thâm hụt ngân sách. Ông cho rằng kiểm soát chi tiêu công là một việc cần thiết, có nghĩa là khu vực công cộng không chi tiêu những gì mà mình không có. Mục tiêu của hội nghị thượng đỉnh là để tìm phương cách thúc đẩy tăng trưởng và Thủ tướng Ý, ông Mario Monti, nói về sự cần thiết phải đầu tư lớn ở cả cấp độ châu Âu lẫn quốc gia. Các nhà lãnh đạo sẽ gặp lại nhau trong một hội nghị thượng đỉnh chính thức vào cuối tháng 6 để thỏa thuận trên các biện pháp cụ thể. Và về phần mình, Thủ tướng Đức bà Angela Merkel đã nhắc lại mong muốn của bà là Hy Lạp ở lại trong khu vực đồng euro, trong khi Tổng thống Pháp ông François Hollande đã nói về sự khác biệt giữa Paris và Berlin đối với đề nghị phát hành trái phiếu euro. Sau cuộc hội nghị thượng đỉnh không chính thức kéo dài 6 giờ đồng hồ, bà Merkel đã nói về mong muốn Hy Lạp vẫn là một phần của khu vực đồng tiền chung, trong khi vẫn nhấn mạnh rằng quốc gia này cần phải tôn trọng các cam kết đã thỏa thuận trước đây. Bà nói rằng Đức đã đề nghị làm tất cả mọi thứ có thể để các quỹ cơ cấu giúp cho Hy Lạp có được tăng trưởng kinh tế trở lại, nhưng Hy Lạp phải thực hiện đầy đủ các cam kết của mình. Các nhà lãnh đạo cũng đã thảo luận về việc phát hành trái phiếu của khu vực đồng euro, một đề nghị đã từng gây nhiều tranh cãi, nhưng nay có được sự hỗ trợ của vị tân Tổng thống Pháp ông Hollande, trong khi bà Merkel vẫn tiếp tục lên tiếng phản đối. Phát biểu sau khi hội nghị thượng đỉnh, ông Hollande thừa nhận ông và bà Merkel có những quan điểm khác nhau về vấn đề này, nhưng không nhận là có một cuộc xung đột giữa hai người. Ông nói hiện nay Đức cho rằng trái phiếu euro là một điểm kết thúc, trong khi đối với Pháp thì đây là một điểm khởi đầu. Bà Merkel cho rằng trái phiếu euro không phải là một công cụ tăng trưởng, mà trái phiếu euro trong một số điều kiện nhất định có thể dẫn đến tăng trưởng. Ông Hollande cho rằng cuộc tranh luận đang diễn ra chưa đi đến kết luận, chứ không phải là một cuộc xung đột hay đối đầu. Sự thúc đẩy của ông Hollande cho các trái phiếu euro đã nhận được sự ủng hộ từ các quốc gia khác, bao gồm cả Hoa Kỳ và Ý. Nhưng trước đó vài phút, vào rạng sáng ngày thứ Năm, Chủ tịch Hội đồng châu Âu ông Herman Van Rompuy đã nói rằng sự ra đời của trái phiếu euro chỉ có thể là một giải pháp dài hạn, chứ không phải là một giải pháp ngắn hạn. Đồng rupees của Ấn Độ đã bị giảm xuống đến mức thấp lịch sử so với đồng Mỹ Kim và các phân tích gia cảnh báo đồng tiền tệ này có thể sẽ còn bị mất giá thêm nữa. Đồng rupees đã giảm hơn 13% từ mức cao nhất trong tháng 2 năm 2012. Sự lo ngại rủi ro trên toàn cầu, hậu quả của cuộc khủng hoảng nợ trong khu vực đồng euro đã làm lộ ra các nhược điểm của Ấn Độ. Những lo ngại về tình hình tài chính của chính phủ, về các cải cách chính sách chậm chạp và một đề nghị thuế trên đầu tư nước ngoài gây nhiều tranh cãi gần đây đã làm cho đồng rupees là tiền tệ mất giá nhiều nhất ở châu Á trong năm nay. Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ ông Pranab Mukherjee đã nói rằng nguyên nhân là do các thế lực thị trường đã tạo nhiều biến động và sự không chắc chắn. Ông cũng nói rằng khi Ngân hàng Trung ương đánh giá là cần thiết thì sẽ can thiệp. Một trong những vấn đề kinh tế chính của Ấn Độ là thâm hụt thương mại đầu tiên của đất nước này trong 3 năm lên đến 12.8 tỷ Mỹ Kim vào cuối năm 2011, tức 4.3% tổng sản lượng quốc gia. Các nhà lãnh đạo đối lập đã cáo buộc chính phủ đã không có hành động do đang có những đấu đá nội bộ giữa ông Mukherjee và Thủ tướng Manmohan Singh và các vụ bê bối đã trở thành vấn đề trọng tâm.
Một số các phân tích gia nói rằng Ngân hàng Trung ương Ấn Độ đã ngăn không để cho đồng rupees bị mất giá thêm bằng cách không bán ra đồng Mỹ Kim. Tuy nhiên, lực bất tòng tâm đang có nhiều lo ngại cho rằng Ngân hàng Trung ương Ấn Độ sẽ không có đủ sức để đối phó với vấn đề nếu như đồng rupees mất giá thêm nữa. Lo ngại rằng các thị trường sẽ bắt đầu bán bỏ các tài sản Ấn Độ đang tạo bóng đèn ảm đạm trên các thị trường địa phương. Lạm phát sẽ không còn kiểm soát được. Từ 3 năm qua, Ấn Độ đã phải vật lộn với tình trạng lạm phát phi mã lên đến gần 10%. Nài với đồng rupees bị mất giá, Ấn Độ đang hướng tới mức lạm phát 10%. Tăng trưởng kinh tế đã chậm lại, cùng với lạm phát chỉ vì đồng tiền suy yếu, tạo nên tình trạng kinh tế trì trệ cộng với lạm phát. Chi phí nhập khẩu dầu của Ấn Độ là vấn đề căng thẳng lớn nhất hiện nay đối với nền kinh tế của đất nước và bất kỳ sự gia tăng giá xăng dầu nào cũng có thể gây tổn hại cho nền kinh tế Ấn Độ. Hôm thứ Năm, các công ty dầu khí của chính phủ đã gia tăng giá xăng dầu lần đầu tiên trong hơn 6 tháng. Người dân địa phương lo ngại rằng lạm phát đã cao sẽ còn được đẩy lên cao hơn nữa, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của họ. Ngân hàng đầu tư Morgan Stanley đã hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ cho năm 2012 xuống còn 6.3%, với lý do là chính phủ đang có xu hướng áp dụng các chính sách tài chính hỗ trợ cho tiêu thụ, nhưng lại tạo thiệt hại cho ngành đầu tư tư nhân. Các nhà phân tích cho rằng chính phủ cần bắt đầu thực hiện các biện pháp thúc đẩy sự tự tin để giải quyết vấn đề tiền tệ. IPO Internet nóng nhất của mọi thời đại đang trồng những trận lửa. Vào chiều ngày thứ Tư, công ty Facebook và nhà bảo lãnh phát hành IPO chính là ngân hàng Morgan Stanley đã bị kiện bởi các cổ đông. Những người này cho rằng Facebook và Morgan Stanley đã cố tình che giấu dự báo tăng trưởng suy yếu của công ty mạng xã hội trước đợt chào bán cổ phiếu cho công chúng trị giá 16 tỷ Mỹ Kim. Vụ kiện xảy ra trong khi Facebook và các ngân hàng bán những cổ phiếu đầu tiên của công ty này cho công chúng đang bị chất vấn về vụ IPO. Cổ phiếu của Facebook đã được giao dịch trên thị trường chứng khoán lần đầu tiên vào ngày 18 tháng 5 với mức giá bắt đầu là 38 Mỹ Kim cho một cổ phiếu, nhưng đã gặp những trục trặc kỹ thuật. Trong đơn kiện, các cổ đông khẳng định rằng các bị cáo, bao gồm cả giám đốc điều hành của Facebook, ông Mark Zuckerberg, tập đoàn Goldman Sachs và tập đoàn JP Morgan Chase đã che giấu một suy giảm nghiêm trọng trong dự báo tăng trưởng doanh thu do ngày càng có nhiều người sử dụng Facebook trên một thiết bị di động. Nguyên đơn cũng cáo buộc Facebook đã nói với các ngân hàng bảo lãnh của mình hạ thấp dự báo cho công ty. Vụ kiện nói rằng các ngân hàng đã chỉ tiết lộ dự báo đã được hạ thấp này cho một vài các nhà đầu tư thay vì cho tất cả các nhà đầu tư. Để giải thích một cách chi tiết hơn, theo luật, khi một công ty muốn huy động vốn trên thị trường thông qua một IPO, thì công ty và các ngân hàng bảo lãnh phải thông báo tất cả các thông tin trọng yếu. Những người kiện cho rằng những thông tin trong hồ sơ báo cáo là mơ hồ và sau đó những người ở Facebook bị cáo buộc đã nói chuyện với Morgan Stanley và các ngân hàng bảo lãnh khác và đã cung cấp nhiều thông tin bất lợi. Cả Facebook lẫn các ngân hàng bảo lãnh phát hành này đều có nghĩa vụ bảo đảm rằng tất cả các thông tin quan trọng đều có trong các tài liệu bằng văn bản gửi cho tất cả các nhà đầu tư và nếu cần, họ phải thực hiện các sửa đổi hoặc ngừng IPO. Nguyên đơn cho rằng các ngân hàng bảo lãnh phát hành và Facebook đã không thi hành nghĩa vụ này, cả hai đều có trách nhiệm. Theo luật, các ngân hàng bảo lãnh phải hoàn toàn độc lập với công ty sắp thực hiện IPO và bảo đảm tất cả các thông tin được tiết lộ cho các nhà đầu tư trong các tài liệu. Luật sư Salvatore Caziano cho rằng trong vụ kiện này, các nguyên đơn thật sự có một hồ sơ vững chắc bởi vì tuy Facebook có sửa đổi các tài liệu IPO cảnh báo các nhà đầu tư về tác động có thể của việc người sử dụng chuyển sang các thiết bị di động, nhưng đã không cho biết tác động tài chính cụ thể. Đơn kiện dân sự đã được nộp tại Tòa án Liên bang ở Manhattan và yêu cầu bồi thường thiệt hại và các biện pháp khắc phục hậu quả khác. Ông Andrew Noyes, một phát ngôn viên của Facebook, cho biết trong một tuyên bố trước đó vào hôm thứ Tư rằng vụ kiện này không có cơ sở và sẽ mạnh mẽ bảo vệ mình. Còn Morgan Stanley thì đã không có bình luận vào hôm thứ Tư, nhưng vào hôm thứ Ba đã tuyên bố rằng các thủ tục của vụ IPO của Facebook tuân thủ tất cả các quy định cũng giống như bất kỳ IPO nào khác. Theo ước đoán sẽ có thêm nhiều nhà đầu tư sẽ nộp đơn kiện trong những ngày tới và tất cả có thể sẽ được gộp chung lại trong một vụ kiện.
Nếu bị kết tội, Facebook và các ngân hàng bảo lãnh phát hành có thể phải bồi thường các tổn thất và thiệt hại lên đến hàng tỷ Mỹ Kim. Vừa rồi là bản tin Kinh tế Thế giới do ban biên tập Tuổi Trẻ Hải Ngoại biên soạn. Xuân Phương xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong bản tin lần sau.